bộ máy kinh tế hoạt động như thế nào. Mặc dù nền kinh tế nghe có vẻ phức tạp, nhưng ở góc độ nào đó, nó hoạt động theo một cơ chế đơn giản. Nền kinh tế được tạo nên từ một vài bộ phận đơn giản, cùng rất nhiều giao dịch đơn giản. Những giao dịch này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nó được điều khiển bởi nhu cầu của con người, và nó sẽ tạo ra ba nhân tố chính để vận hành nền kinh tế. Thứ nhất, tăng trưởng năng suất. Thứ hai, chu kỳ nợ ngắn hạn. Và thứ ba, chu kỳ nợ dài hạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nhân tố này và cách chúng ảnh hưởng tới nhau như thế nào, nhằm tạo ra một mô hình tốt để theo dõi các chuyển động kinh tế và tìm ra nguyên nhân của những gì đang diễn ra. Hãy bắt đầu với phần đơn giản nhất của nền kinh tế, đó chính là các giao dịch. Một nền kinh tế chỉ đơn giản là tổng của tất cả các giao dịch đã tạo nên nó. Một giao dịch là một thứ hết sức đơn giản, vì bạn đã và đang tạo ra giao dịch mỗi ngày. Mỗi khi bạn mua một ly cà phê hay một cục kẹo, là bạn đã tạo ra một giao dịch. Mỗi giao dịch bao gồm một người bán hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính, và một người mua trao đổi tiền hoặc tín dụng, còn gọi là credit. Tín dụng được chi tiêu tương tự như tiền, vì vậy cộng số tiền mặt và lượng tín dụng đã tiêu xài, bạn có thể biết được tổng số tiền đã chi tiêu trong một thời gian nhất định. Tổng lượng tiền chi tiêu sẽ dẫn dắt nền kinh tế. Nếu bạn lấy tổng lượng tiền đã chi tiêu, chia cho tổng số lượng hàng hóa đã bán, bạn sẽ biết được giá của hàng hóa. Đó là khái niệm cơ bản về giao dịch. Nó là nền tảng để xây dựng cả một nền kinh tế. Tất cả các chu kỳ và động lực của một nền kinh tế đều được điều khiển bởi các giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta có thể hiểu được các giao dịch, chúng ta có thể hiểu được toàn bộ nền kinh tế. Một thị trường bao gồm tất cả người mua và tất cả người bán, thực hiện giao dịch trên cùng một loại hàng hóa. Ví dụ, có thị trường lúa gạo, thị trường xe hơi, thị trường chứng khoán và nhiều loại thị trường khác. Một nền kinh tế bao gồm tất cả các giao dịch có trong tất cả các thị trường của nó. Nếu bạn biết tổng chi tiêu và tổng số lượng hàng hóa được bán trong tất cả các thị trường, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần biết để hiểu về một nền kinh tế. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi ngân hàng và mọi chính phủ đều tham gia vào các giao dịch theo cách tôi vừa mô tả. Trong đó, chính phủ là người mua và cũng là người bán lớn nhất. Trong nội bộ chính phủ sẽ bao gồm hai bộ phận quan trọng. Một là chính phủ trung ương, nơi chuyên thu thuế và chi tiền. Hai là ngân hàng trung ương, nơi có trách nhiệm kiểm soát lượng tiền và tín dụng trong toàn nền kinh tế. Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện điều này bằng cách điều chỉnh lãi suất và in tiền mới. Đó là lý do khiến ngân hàng trung ương là một nhân tố quan trọng trong dòng chảy của tín dụng. Cũng giống như người bán và người mua khi thực hiện giao dịch trong thị trường, người cho vay và người đi vay cũng hoạt động tương tự như vậy. Người cho vay thường muốn kiếm nhiều tiền hơn từ số tiền họ có. Còn người đi vay thường muốn mua thứ mà họ không đủ khả năng chi trả, như nhà cửa hoặc xe hơi, hoặc họ muốn đầu tư vào thứ gì đó như khởi nghiệp. Tín dụng có thể giúp cả người cho vay và người đi vay có được những gì họ muốn. Những người đi vay hứa sẽ hoàn trả số tiền mà họ đã mượn, được gọi là tiền gốc, cộng thêm số tiền bổ sung, được gọi là tiền lãi. Khi lãi suất cao, sẽ có ít người đi vay hơn vì phải trả tiền lãi nhiều hơn. Khi lãi suất thấp, sẽ có nhiều người đi vay hơn vì sẽ được trả tiền lãi ít hơn. Khi người đi vay hứa sẽ trả tiền và người cho vay tin họ, tín dụng sẽ được tạo ra. Nghe có vẻ đơn giản để tạo ra tín dụng, nhưng bạn cần cẩn thận khi sử dụng nó, vì ngay khi tín dụng được tạo ra, nó lập tức biến thành nợ nần. Nợ là tài sản của bên cho vay và cũng là tiêu sản đối với bên đi vay. Trong tương lai, khi người đi vay trả khoản nợ, cộng lãi suất, tín dụng sẽ biến mất và giao dịch này kết thúc. Vậy, tại sao tín dụng lại rất quan trọng? Bởi vì khi một người đi vay nhận được khoản tín dụng, anh ta có thể tăng chi tiêu của mình. Và hãy nhớ, chi tiêu thúc đẩy nền kinh tế, đó là do chi tiêu của một người, chính là thu nhập của người khác. Mỗi một đồng bạn tiêu, thì một người khác sẽ kiếm được một đồng. Và ngược lại, mỗi một đồng bạn kiếm được, là người khác đã chi tiêu một đồng. Vì vậy, khi bạn chi tiêu nhiều hơn, thì người khác cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Khi thu nhập của một người tăng lên, người cho vay sẽ sẵn lòng cho anh ta vay nhiều tiền hơn, bởi vì bây giờ anh ấy có khả năng trả nợ tốt hơn. Người đi vay có khả năng trả nợ tốt khi họ có hai thứ sau. Một là họ có tiền để trả.
2. Là họ có tài sản thế chấp, có khoản thu nhập cao hơn khoản nợ, sẽ cho anh ấy khả năng hoàn trả nợ. Trong trường hợp không có thu nhập để hoàn trả, anh ta có thể bán tài sản quý giá hoặc trả bằng chính tài sản thế chấp đó. Điều này làm cho người cho vay cảm thấy an toàn hơn khi cho anh ấy mượn tiền. Như vậy, tăng thu nhập có nghĩa là sẽ vay được nhiều tiền hơn và cũng sẽ chi tiêu được nhiều hơn. Và vì chi tiêu của người này cũng sẽ là thu nhập của người khác, dẫn đến người khác cũng tăng thu nhập, rồi họ cũng sẽ vay được nhiều tiền hơn và họ lại cũng sẽ chi tiêu được nhiều hơn. Mô hình tự củng cố này sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế và nó cũng là lý do tại sao kinh tế có tính chu kỳ. Trong một giao dịch, bạn phải cung cấp một cái gì đó để có được một thứ khác và bạn sẽ nhận được bao nhiêu tùy thuộc vào số lượng hàng hóa mà bạn trao đổi. Theo thời gian, chúng ta học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nhằm tăng mức sống lên cao hơn. Những người có phát minh, sáng chế và làm việc chăm chỉ sẽ tăng năng suất trong sản xuất và giúp cho mức sống của họ lên cao và nhanh hơn những người tự mãn và lười biếng. Nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng trong thời gian ngắn. Khía cạnh về năng suất thường sẽ có tác dụng tới nền kinh tế trong dài hạn, nhưng tín dụng sẽ có tác dụng ngay trong ngắn hạn. Điều này là do tăng trưởng năng suất không biến động nhiều, do đó, nó không phải là một động lực chính tác động tới nền kinh tế. Vay mượn mới là nhân tố chính. Khi đi vay, nó cho phép chúng ta chi tiêu nhiều hơn khoản thu nhập hiện tại kiếm được. Điều này có nghĩa là cũng chính khoản nợ này sẽ buộc chúng ta chi tiêu ít hơn khoản thu nhập hiện tại khi chúng ta phải trả nợ. Sự thay đổi nợ sẽ diễn ra trong hai chu kỳ lớn, một chu kỳ kéo dài từ 5 đến 8 năm và một chu kỳ khác sẽ mất khoảng 75 đến 100 năm. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ quay trở lại xem xét về ba nhân tố chính và cách chúng tương tác với nhau trong nền kinh tế. Như đã nói ở trên, sự tăng trưởng trong ngắn hạn không phụ thuộc nhiều vào sự sáng tạo hoặc làm việc chăm chỉ, mà là do tín dụng. Giả sử rằng một nền kinh tế không có tín dụng, khi đó, cách duy nhất tôi có thể tăng chi tiêu của mình là tăng thu nhập. Điều đó đòi hỏi tôi phải làm việc hiệu quả hơn và làm nhiều việc hơn. Tăng năng suất là cách duy nhất để tăng trưởng, vì chi tiêu của tôi là thu nhập của người khác. Nên nền kinh tế phát triển mỗi khi tôi hoặc bất kỳ ai khác làm việc năng suất cao hơn. Nếu chúng ta bám sát vào các giao dịch đang diễn ra, thì sẽ thấy một tiến trình giống như sự tăng trưởng năng suất. Nhưng vì khi chúng ta đi vay, là đã tạo ra một chu kỳ. Điều này hoàn toàn không do bất kỳ luật lệ hay quy định nào, nó chỉ là do bản chất của con người và cách thức hoạt động của tín dụng. Giờ hãy suy nghĩ về việc vay mượn, chỉ đơn giản là một cách để kích thích tiêu dùng. Để mua một thứ nằm ngoài khả năng chi trả, bạn cần phải chi tiêu nhiều hơn số tiền mà bạn kiếm được. Để thực hiện được điều này, về cơ bản là bạn đã mượn tiền từ tương lai của chính bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chi tiêu ít hơn trong tương lai khi thực hiện trả nợ. Đó là một chu kỳ. Về cơ bản, bất cứ khi nào bạn đi vay, là bạn đã tạo ra một chu kỳ. Điều này đúng với cả cá nhân và nền kinh tế. Chính điều này làm cho khái niệm về tín dụng rất khác so với khái niệm về tiền. Tiền là cái bạn dùng để hoàn tất một giao dịch. Ví dụ như khi bạn mua một cốc bia, giao dịch của bạn được hoàn tất ngay sau khi bạn trả bằng tiền mặt. Nhưng khi bạn mua cốc bia đó bằng tín dụng, giao dịch của bạn vẫn chưa hoàn tất. Bạn hứa là sẽ trả tiền trong tương lai. Bạn và người bán bia đã tạo ra một tài sản và một tiêu sản. Đó là cách bạn đã tạo ra tín dụng. Giao dịch này chỉ kết thúc khi bạn hoàn tất việc trả nợ sau đó. Trên thực tế, nhiều trường hợp mua bán mà chúng ta đang tưởng được thanh toán bằng tiền, nhưng thực sự nó là tín dụng. Tổng số tín dụng ở Hoa Kỳ là khoảng 50.000 tỷ đô la, còn tổng lượng tiền chỉ khoảng 3.000 tỷ đô la. Hãy nhớ rằng, trong một nền kinh tế không có tín dụng, cách duy nhất để tăng chi tiêu là sản xuất nhiều hơn. Nhưng trong nền kinh tế có tín dụng, bạn cũng có thể tăng chi tiêu của mình bằng cách đi vay. Kết quả là một nền kinh tế sử dụng tín dụng có thể chi tiêu nhiều hơn và cho phép thu nhập tăng nhanh hơn so với việc tăng trưởng năng suất trong ngắn hạn. Nhưng điều này thì không đúng trong dài hạn. Ở góc độ nào đó, việc đi vay nợ không xấu như mọi người nghĩ. Nó chỉ đơn giản là tạo ra chu kỳ. Vay nợ chỉ xấu khi chúng ta chi tiêu quá khả năng có thể trả nợ được. Tuy nhiên, vay nợ là tốt khi được phân bổ hiệu quả nguồn lực và tạo thêm thu nhập để bạn có thể trả được nợ. Ví dụ, nếu bạn mượn tiền để mua một cái tivi đời mới, điều này không làm tăng thêm thu nhập để bạn có thể trả nợ sau này. Nhưng nếu bạn mượn tiền để mua một cái máy cày,
và cái máy cày này giúp bạn thu hoạch được nhiều hơn, rồi từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Khi đó, bạn sẽ có tiền để trả nợ và cải thiện mức sống của bạn. Trong một nền kinh tế có tín dụng, chúng ta có thể theo dõi các giao dịch và xem cách tín dụng tạo ra tăng trưởng. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Giả sử bạn kiếm được 100.000 đồng một năm và không bị nợ. Bạn có đủ độ tin cậy để có thể vay được 10.000 đồng. Vì vậy, bạn có thể chi tiêu 110.000 đồng ngay cả khi bạn chỉ kiếm được 100.000 đồng. Vì chi tiêu của bạn là thu nhập của người khác, nên ai đó sẽ kiếm được 110.000 đồng. Người kiếm được 110.000 đồng không có nợ và lại có thể vay 11.000 đồng, nên anh ta có thể chi tiêu 121.000 đồng mặc dù anh ta chỉ kiếm được 110.000 đồng. Chi tiêu của anh ta cũng là thu nhập của người khác. Bằng cách theo dõi các giao dịch, chúng ta bắt đầu thấy được cơ chế hoạt động của mô hình tự củng cố. Nhưng hãy nhớ rằng, tín dụng sẽ tạo ra chu kỳ. Vì vậy, nếu có giai đoạn đi lên thì sẽ có giai đoạn đi xuống. Điều này sẽ dẫn chúng ta vào chu kỳ nợ ngắn hạn. Trong giai đoạn đầu của chu kỳ nợ ngắn hạn, các hoạt động kinh tế sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ thấy được sự tăng trưởng trong nhiều ngành nghề. Chi tiêu tiếp tục tăng sẽ làm giá cả của hàng hóa tăng theo. Bởi vì sự gia tăng này được tạo ra bởi tín dụng, nên nó kích thích chi tiêu rất nhanh. Và khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao và nhanh hơn năng suất sản xuất hàng hóa, thì giá cả của hàng hóa sẽ tăng. Và khi giá cả tăng cao thì chúng ta sẽ đối mặt với lạm phát. Ngân hàng Trung ương không muốn lạm phát quá nhiều vì nó gây ra những vấn đề về xã hội. Khi thấy giá cả tăng cao, Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất gửi tiết kiệm. Khi lãi suất cao hơn, sẽ có ít người có đủ khả năng đi vay tiền hơn. Vì chi phí của các khoản nợ hiện tại sẽ tăng lên. Hãy suy nghĩ về điều này như các khoản thanh toán hàng tháng trên thẻ tín dụng của bạn bị tăng lên. Khi lượng người đi vay ít hơn và số tiền phải trả nợ cao hơn, họ sẽ còn ít tiền hơn để tiêu xài. Vì vậy chi tiêu sẽ chậm lại. Và vì chi tiêu của một người là thu nhập của người khác, nên thu nhập của họ cũng bị giảm theo. Và cứ tiếp tục như vậy, khi mọi người chi tiêu ít hơn, giá cả của hàng hóa sẽ giảm. Và khi giá cả giảm sút trầm trọng, nền kinh tế sẽ rơi vào giảm phát. Khi hoạt động kinh tế giảm sút, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái. Nếu sự suy thoái trở nên quá nghiêm trọng và lạm phát không còn là vấn đề nữa, thì Ngân hàng Trung ương sẽ hạ lãi suất xuống để khiến mọi thứ tăng trở lại. Với lãi suất thấp, việc trả nợ sẽ dễ dàng hơn, số lượng người đi vay sẽ tăng lên và chi tiêu cũng sẽ tăng lên theo. Như bạn đã thấy, nền kinh tế hoạt động như một cỗ máy. Trong chu kỳ nợ ngắn hạn, mức độ chi tiêu chỉ bị hạn chế bởi người cho vay và người đi vay. Khi việc vay nợ quá dễ dàng, các hoạt động kinh tế sẽ mở rộng. Còn khi việc vay nợ bị siết lại quá mức thì nền kinh tế sẽ suy thoái. Chu kỳ này được kiểm soát bởi Ngân hàng Trung ương. Chu kỳ nợ ngắn hạn thường kéo dài từ 5 đến 8 năm và lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ. Đáng chú ý là đáy và đỉnh của mỗi chu kỳ sẽ kết thúc với sự tăng trưởng mạnh hơn và cũng với nhiều nợ hơn chu kỳ trước. Tại sao? Bởi vì con người luôn có xu hướng đi vay và chi tiêu nhiều hơn, thay vì trả nợ. Đó là bản chất tự nhiên. Chính vì điều này, khi xem xét trong thời gian dài, khoản nợ sẽ tăng nhanh hơn thu nhập và sẽ tạo ra chu kỳ nợ dài hạn. Mặc dù mọi người trở nên mắc nợ nhiều hơn nhưng người cho vay vẫn muốn cho người khác vay nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì mọi người vẫn đang nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Người ta chỉ tập trung vào những gì đang xảy ra gần đây. Và những gì đã xảy ra gần đây đó là thu nhập tăng lên, giá trị tài sản tăng lên, thị trường chứng khoán toàn màu xanh. Trong giai đoạn bùng nổ, rất dễ đi vay tiền để mua hàng hóa, dịch vụ và tài sản tài chính. Khi có nhiều người cùng làm việc này, nó sẽ hình thành nên một quả bong bóng. Vì vậy, dù các khoản nợ đang tăng lên, nhưng thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Miễn là thu nhập tiếp tục tăng, thì việc trả nợ vẫn trong khả năng kiểm soát được. Khi có nhiều người đi vay rất nhiều tiền để mua tài sản để đầu tư, điều này sẽ khiến giá trị tài sản của họ đang giữ cũng sẽ tăng cao. Mọi người cảm thấy mình thật giàu có. Vì thế, ngay cả khi đang tích lũy rất nhiều nợ, nhưng thu nhập và giá trị tài sản đang tăng cao, giúp người đi vay có vẻ đáng tin cậy trong một thời gian dài. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể tiếp diễn mãi được, và chắc chắn là không. Qua nhiều thập kỷ, các khoản nợ xấu từ từ tăng lên, và tạo ra các khoản phải trả ngày càng lớn. Tại một thời điểm nào đó, khoản nợ phải trả bắt đầu tăng nhanh hơn thu nhập, và buộc mọi người phải cắt giảm chi tiêu. Và do chi tiêu của người này là thu nhập của người khác, nên thu nhập bắt đầu giảm xuống. Điều này sẽ làm cho mọi người khó đi vay tiền hơn,
nên tăng trưởng tín dụng sẽ giảm. Nhưng các khoản nợ phải trả vẫn tăng cao, nên chỉ số tiêu dùng sẽ bị giảm sâu hơn và chu kỳ đảo ngược của nó đã bắt đầu. Đỉnh điểm của chu kỳ nợ dài hạn, các khoản nợ xấu chỉ đơn giản là đã quá lớn. Tại Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều khu vực khác đã xảy ra suy thoái trong năm 2008 và trước đó tại Hoa Kỳ vào năm 1929. Lúc này, nền kinh tế bắt đầu quá trình tái thiết lập. Trong quá trình này, mọi người cắt giảm chi tiêu, thu nhập giảm, tín dụng biến mất, giá trị tài sản hạ thấp, ngân hàng làm ăn khó khăn, thị trường chứng khoán sụp đổ, căng thẳng xã hội gia tăng và mọi người phải bắt đầu kiếm sống theo cách khác. Khi thu nhập giảm và khoản nợ phải trả tăng lên, người mắc nợ sẽ trở nên túng quẫn. Khi người đi vay không vay được tiền nữa, họ sẽ không còn khả năng để trả nợ. Khi đó, người mắc nợ phải bán tài sản đang giữ. Làn sóng bán tài sản sẽ tràn ngập thị trường. Đây là thời điểm mà thị trường chứng khoán sụp đổ, thị trường bất động sản đóng băng và các ngân hàng đều sẽ gặp rắc rối. Khi giá trị tài sản giảm, người có tài sản thế chấp cũng rất khó để có thể đi vay. Mọi người cảm thấy túng quẫn, tín dụng nhanh chóng biến mất, ít chi tiêu hơn, ít thu nhập hơn, ít tài sản hơn, ít tín dụng hơn, ít vay mượn hơn. Đây là một vòng luẩn quẩn. Điều này cũng tương tự như suy thoái, nhưng sự khác biệt là lãi suất không thể hạ xuống thấp hơn nữa để cải thiện tình hình. Trong một cuộc suy thoái, hạ lãi suất sẽ kích thích người đi vay. Tuy nhiên, trong giai đoạn tái thiết lập, giảm lãi suất là không khả thi, vì lãi suất đã ở mức rất thấp và sớm đạt 0%, do đó sự kích thích này không có tác dụng. Lãi suất tại Hoa Kỳ đã chạm mốc 0% trong suốt quá trình tái thiết lập vào những năm 1930 và một lần nữa vào năm 2008. Sự khác biệt giữa một cuộc suy thoái và giai đoạn tái thiết là trong giai đoạn tái thiết, gánh nợ của người đi vay đã trở nên quá lớn và không thể được giải phóng bằng việc hạ lãi suất. Người cho vay nhận ra rằng các khoản nợ đã quá lớn để có thể được hoàn trả đầy đủ. Người đi vay thì mất khả năng hoàn trả nợ và tài sản của họ cũng bị mất giá trị. Họ cảm thấy bị tê liệt bởi các khoản nợ và họ chỉ muốn ngừng lại. Người cho vay thì muốn ngừng cho vay, còn người đi vay thì không muốn vay nữa. Tại thời điểm này, nền kinh tế cũng không còn đáng tin cậy, cũng giống như cá nhân của người đi vay. Vậy bạn cần làm gì để vượt qua giai đoạn tái thiết? Vấn đề là nợ xấu quá cao và nó phải giảm xuống. Có 4 kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất, chính phủ, doanh nghiệp và người dân cùng cắt giảm chi tiêu. Thứ hai, các khoản nợ được xóa bớt thông qua vỡ nợ và tái cơ cấu. Thứ ba, chia bớt tài sản từ người giàu sang người nghèo. Và cuối cùng, ngân hàng trung ương in thêm tiền. 4 kịch bản này đều đã diễn ra trong mỗi quá trình tái thiết ở lịch sử hiện đại. Thông thường, chi tiêu được cắt giảm đầu tiên. Như đã thấy, người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và thậm chí cả chính phủ đã cắt giảm chi tiêu nhằm để dành tiền cho việc trả nợ. Việc này được gọi là thắt lưng buộc bụng. Khi người đi vay ngừng nhận nợ mới và bắt đầu trả nợ cũ, thì bạn có thể mong đợi gánh nặng nợ sẽ giảm. Nhưng điều trái ngược lại xảy ra, bởi vì chi tiêu bị cắt giảm và chi tiêu của người này là thu nhập của người khác, nên nó gây ra giảm sút thu nhập. Các khoản thu nhập sẽ giảm nhanh hơn các khoản nợ được hoàn trả. Vì thế, các khoản nợ xấu sẽ trở nên tồi tệ hơn. Như thế, kịch bản cắt giảm chi tiêu sẽ gây ra giảm phát, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm chi phí, nghĩa là sẽ có ít công việc được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Vì lý do đó, kịch bản thứ hai sẽ được diễn ra, các khoản nợ phải được xóa bớt. Nhiều người mắc nợ nhận thấy họ không thể hoàn trả nợ và nợ của người đi vay là tài sản của người cho vay. Khi người đi vay không trả nợ cho ngân hàng, mọi người sẽ lo lắng rằng ngân hàng không thể trả tiền cho họ. Vì vậy, họ sẽ vội vàng rút tiền hàng loạt từ ngân hàng. Ngân hàng sẽ trở nên túng quẫn. Vì vậy, người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng đều sẽ bị vỡ nợ. Đây chính là viễn cảnh nền kinh tế bị khủng hoảng. Đáng nói nhất là khi khủng hoảng xảy ra, mọi người mới biết rằng họ vốn dĩ không giàu có như họ nghĩ. Giờ chúng ta sẽ quay lại với ví dụ người bán bia.
Khi bạn mua một chai bia và hứa sẽ trả tiền cho người bán trong tương lai, khi đó lời hứa của bạn đã trở thành tài sản của người bán. Nhưng nếu bạn phá vỡ cam kết, tức là không trả tiền cho anh ta, thì tài sản mà anh ta đang giữ sẽ trở nên vô giá trị, cơ bản là nó đã biến mất. Nhiều người cho vay không muốn tài sản của họ biến mất như thế, nên họ đồng ý tái cơ cấu nợ. Tái cơ cấu nợ nghĩa là người cho vay sẽ được trả lại ít hơn, hoặc được hoàn trả ở thời điểm lâu hơn, hoặc với mức lãi suất thấp hơn so với thỏa thuận lúc đầu. Bằng cách nào đó, hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên sẽ bị phá vỡ khi tái cơ cấu nợ. Mặc dù vậy, người cho vay thả nhận lại một khoản nhỏ, còn hơn là không có gì. Ngay cả khi các khoản nợ biến mất, tái cơ cấu nợ làm cho thu nhập và giá trị tài sản biến mất nhanh hơn. Do đó, các khoản nợ xấu vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Tương tự kịch bản cắt giảm chi tiêu, tái cơ cấu nợ cũng gây ra giảm phát và tổn thương cho nền kinh tế. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng tới chính quyền trung ương, vì thu nhập và việc làm giảm, nghĩa là chính phủ sẽ thu được ít thuế hơn. Trong cùng thời điểm đó, chính phủ lại phải chi tiêu nhiều hơn vì tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Những người thất nghiệp không có đủ tiền tiết kiệm và họ rất cần trợ cấp từ chính phủ. Hơn nữa, chính phủ cũng phải tạo ra các kế hoạch kích thích và tăng chi tiêu nhằm bù đắp cho sự suy giảm của nền kinh tế. Trong giai đoạn tái thiết kinh tế, ngân sách của chính phủ sẽ bị thâm hụt nghiêm trọng bởi vì chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được từ thu thuế. Đây là những gì đang xảy ra mỗi khi bạn nghe về thâm hụt ngân sách trên tin tức. Để bù đắp sự thâm hụt này, chính phủ cần phải tăng thuế hoặc đi vay tiền. Nhưng với hiện trạng thu nhập thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao, vậy tiền sẽ được lấy từ ai? Những người giàu. Trong khi chính phủ đang cần nhiều tiền, mà tiền lại nằm trong tay phần ít dân số này, chính phủ tất nhiên sẽ tăng thuế đối với người giàu, để tạo điều kiện tái phân phối của cải trong nền kinh tế, chuyển từ người giàu chia cho người nghèo. Người nghèo đang phải chịu túng quẫn, bắt đầu phẫn nộ người giàu. Ngược lại, người giàu có bị vắt kiệt bởi nền kinh tế yếu kém, giá trị tài sản giảm sút, thuế tăng, bắt đầu phẫn nộ người nghèo. Nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài thì bất ổn xã hội có thể xảy ra. Nó không chỉ gia tăng căng thẳng trong nội tại quốc gia, nó còn có thể tăng căng thẳng giữa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia con nợ và quốc gia chủ nợ. Tình trạng này có thể dẫn đến thay đổi chính trị mà đôi khi rất cực đoan. Hãy nhớ rằng, hầu hết những gì mọi người nghĩ là tiền, thực ra lại là các khoản tín dụng. Vì vậy, khi tín dụng biến mất, mọi người sẽ không có đủ tiền, mọi người sẽ tuyệt vọng với chuyện tiền bạc. Và bạn có nhớ là ai có thể in tiền không? Đó chính là Ngân hàng Trung ương. Sau khi đã hạ lãi suất gần bằng 0%, Ngân hàng Trung ương phải in thêm tiền, không giống như cắt giảm chi tiêu, giảm nợ và phân phối lại của cải. In tiền đồng nghĩa với lạm phát và kích thích tiêu dùng. Ngân hàng Trung ương sẽ in tiền mới để mua các tài sản tài chính và trái phiếu chính phủ. Điều này đã xảy ra tại Hoa Kỳ trong cuộc đại khủng hoảng và lặp lại vào năm 2008. Khi đó Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ, còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang, FED, đã in hơn 2.000 tỷ đô la. Các ngân hàng trung ương khác trên khắp thế giới cũng đã in rất nhiều tiền. Bằng cách mua các tài sản tài chính với số tiền này, nó giúp giá trị tài sản tăng lên. Điều này sẽ khiến cho mọi người đáng tin cậy hơn khi đi vay. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp những người sở hữu tài sản tài chính. Như vậy, ngân hàng trung ương có thể in tiền nhưng họ chỉ có thể mua các loại tài sản tài chính. Trong khi đó, chính phủ trung ương có thể mua hàng hóa, dịch vụ hoặc đưa tiền vào tay người dân, nhưng lại không thể in tiền. Vì vậy, để kích thích nền kinh tế, cả hai cần phải hợp tác với nhau. Về cơ bản, bằng cách mua trái phiếu chính phủ, ngân hàng trung ương đã cho chính phủ vay tiền để tăng chi tiêu vào hàng hóa và dịch vụ thông qua các chương trình kích thích tiêu dùng và trợ cấp thất nghiệp. Hành động này làm tăng thu nhập của người dân và cũng làm tăng khoản nợ của chính phủ. Tuy nhiên, nó làm giảm gánh nặng nợ của toàn nền kinh tế. Đây là thời điểm nhiều rủi ro. Các nhà hoạch định chính sách cần phải cân bằng 4 kịch bản đã trình bày ở trên để làm giảm gánh nợ cho toàn nền kinh tế. Những kịch bản gây ra giảm phát cần phải được cân bằng với kịch bản gây ra lạm phát để duy trì sự ổn định. Nếu được cân bằng chính xác thì đó sẽ là một giai đoạn tái thiết tốt đẹp. Bạn thấy đó, giai đoạn tái thiết có thể tồi tệ hoặc cũng có thể tốt đẹp. Làm thế nào một sự tái thiết có thể trở nên tốt đẹp? Mặc dù tái thiết là một giai đoạn khó khăn, giải quyết khó khăn theo cách tích cực nhất vẫn có thể tạo ra một sự tái thiết tốt đẹp.
Dù sao, nó vẫn tốt hơn giai đoạn bong bóng nợ và sự mất cân bằng thái quá của giai đoạn đòn bẩy vốn. Trong giai đoạn tái thiết tốt đẹp, các khoản nợ sẽ giảm trong khi thu nhập và nền kinh tế tăng trưởng tích cực và lạm phát không phải là vấn đề. Điều này đạt được bằng cách điều chỉnh hợp lý cả 4 kịch bản đã nêu ở trên. Sự cân bằng hợp lý nhất đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa cắt giảm chi tiêu, tái cơ cấu nợ, tái phân chia tài sản và in thêm tiền để sự ổn định của nền kinh tế và cả xã hội có thể được duy trì. Mọi người thường nghĩ rằng in tiền sẽ gây ra lạm phát. Điều đó sẽ không xảy ra nếu lượng tiền này bù đắp được sự tụt giảm của tín dụng. Hãy nhớ rằng, chi tiêu mới là thứ quyết định. Một đô la chi tiêu được trả bằng tiền mặt cũng tác động lên giá cả như một đô la chi tiêu bằng tín dụng. Bằng cách in thêm tiền, ngân hàng trung ương có thể bù đắp cho sự biến mất của tín dụng bằng lượng tiền mới in. Để có thể giảm được gánh nợ, ngân hàng trung ương không những cần kích thích tăng thu nhập mà còn cần phải làm cho tốc độ tăng trưởng thu nhập cao hơn tốc độ tăng lãi suất tích lũy từ các khoản nợ. Về cơ bản thì tăng trưởng thu nhập cần phải cao hơn tăng trưởng nợ. Ví dụ, giả định rằng một quốc gia đang trải qua giai đoạn tái thiết và có tỷ lệ nợ trên thu nhập là 100%. Với tỷ lệ này, số lượng nợ sẽ bằng với tổng thu nhập của cả nước kiếm được trong một năm. Giả sử, lãi suất của khoản nợ này là 2%. Vậy nếu khoản nợ tăng 2% do lãi suất, nhưng thu nhập chỉ tăng khoảng 1%, thì quốc gia đó sẽ không bao giờ giảm được gánh nặng nợ. Vậy họ cần in tiền để làm mức tăng trưởng thu nhập lớn hơn mức lãi suất của khoản nợ. Tuy nhiên, in thêm tiền có thể dễ dàng bị lạm dụng vì nó rất dễ làm và mọi người thích nó hơn so với các lựa chọn thay thế khác. Nếu các nhà hoạch định chính sách đạt được sự cân bằng phù hợp, thì giai đoạn tái thiết sẽ không quá bi đát, tăng trưởng kinh tế tuy có chậm, nhưng gánh nợ sẽ giảm. Đó là sự tái thiết tốt đẹp. Khi thu nhập tăng lên, người đi vay sẽ được xem là đáng tin cậy hơn, khi đó người cho vay sẽ lại cho họ mượn tiền. Cuối cùng, gánh nợ cũng bắt đầu tụt giảm. Khi vay được tiền, mọi người sẽ chi tiêu nhiều hơn. Sau cùng, nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại, dẫn đến giai đoạn phục hồi của chu kỳ nợ dài hạn. Quá trình tái thiết có thể rất tồi tệ nếu được xử lý không tốt, nhưng nếu được xử lý tốt, các vấn đề về kinh tế sẽ được khắc phục. Thông thường sẽ mất hơn một thập kỷ để các gánh nợ có thể giảm xuống và nền kinh tế hoạt động bình thường lại. Nói tóm lại, thực tế, nền kinh tế sẽ phức tạp hơn một chút so với những gì được trình bày trong video này. Tuy nhiên, việc ghép chu kỳ nợ ngắn hạn lên chu kỳ nợ dài hạn, rồi đặt cả hai lên trên đồ thị tăng trưởng năng suất, sẽ cho chúng ta có một mô hình tốt để chỉ ra nơi chúng ta đã, đang và có thể sẽ trải qua. Tóm lại, có 3 quy tắc quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, đừng để nợ tăng nhanh hơn thu nhập, bởi vì khoản nợ của bạn sau cùng sẽ đè bẹp bạn. Thứ hai, đừng để thu nhập tăng nhanh hơn năng suất, bởi vì khi đó bạn khó mua được cái mình cần hơn, nghĩa là bạn sẽ kém cạnh tranh hơn. Và thứ ba, làm tất cả những gì bạn có thể để nâng cao năng suất của bạn, bởi vì đó là điều quan trọng nhất trong dài hạn.